nghiệp. Cái cây của anh Dũng kia là bao nhiêu anh Dũng ơi? Cây trên xe là bao nhiêu ấy? 30. Ra ngó tí ngớt ngớt rồi đấy. Để còn chở cây về. Đấy, bao tiền đấy anh? Là làm luôn. 45 à? Thế đỡ phải ra. Đây, con người anh Dũng trước, ngớt ngừa đấy. Về à? Ờ. Mưa quá các bác. Cây của anh Dũng này. Cây vướng. Mà 30 hiu. Các bác nhìn. Con bác nào vào máu không? Đấy, trồng bằng chấu chứ. Trên xuống các bác thấy hôm nay mưa nhưng mà nó lại quay nó lại nét các bác, quay nó lên màu. Nắng nhiều khi nó khó. Đấy các bác, cây của anh Dũng còn một cây thôi, hôm nay chở một cây đi thôi. Đây là của nghệ vời tí đang uống nước trong kia, hỏi giá sau ạ. Nghệ vời cây cũng là chỉ được chơi đấy các bác, còn tỉa dăm tỉa bông thôi, nó hoàn thiện rồi, chân móng hay như nào thì bây giờ nó ổn định rồi. Đấy. Tí nữa chui vào mặt sau. Đấy, cái rình rành. Rừng rình rành cũng của vời nhé. Vời. Đây là cây thắng. Đây là thắng. Quay cây này trước, tí nữa quay lại mặt sau cây kia. Đấy, lá đẹp chưa? Cây ngâm điền 45 triệu à. Cây bốn năm anh nhỉ? 45 triệu anh ơi. 45 nhỉ? Nổ số luôn nghe cho nó vui. 0967 113 013 về hết rồi đấy. Đến lúc cạnh lại về thế này. Đấy. Cây cao độ 1.5 m nhỉ. Hôm đấy rồi. Cho nào, cho bà này bà đi cái để mình lấy cái chỗ mình tính. Đang lứa lá đẹp đây. Thế cái ông hôm vừa rồi mà ông mua cái cây kia, ông mua cây này làm đôi có phải đẹp không? Không nào chứ. Cái cây hôm trước của anh nó với cây này một đôi đẹp quá. Nha. Sao rồi? Đấy các bác.
Lâm Liên nó về rồi. Đấy, nhìn thấy chưa? Mưa dầm dề. Cái này bể nó khoảng độ chắc khoảng độ đứa bể khoảng tầm 1m2, 1m7 nha vừa. 1m2, 1m7. Đấy. 1m2, 1m7. Đấy. Tán rất đẹp. Đẹp chưa? Ý việc chơi. Đang lá đang đẹp, xanh đan điền này. Mướt. Đấy. Đây là cái suối của Thắng. Dùng cái áo mưa thì là mình không chui được, mình chui vào cái khe đằng này. Đấy, có khách. Trời đẹp. Ra. Thế kia không ạ? À. Ông chở cây nào đi đây? Xe đâu? Xe ông đâu? Còn 2 cây rồi. Bán 2 cây rồi. Bán rồi. Ui, ngay có mình ông ở chợ bán được. Tất nhiên cả nó mua ngay. Tươi đẹp, tươi gì? Không có tươi rẻ, nhưng mà cây xanh nóng ràng nào. Nó làm chuyện. Tươi qua rồi. Đấy, đẹp là bay ngay. Cái này thì xe của ai đây chả biết. Chả biết xe của ai. À, xe của cái ông ngồi uống nước trong kia. Đấy, con mặt sau cây của vời này vừa nãy các bác theo dõi lại nhé. Bây giờ mới có cái đường vào. Đấy, vời đây. Giá rổ thì hỏi vời sau nhé. Hỏi vời sau. Hôm nay không biết có thể quay được hết không các bạn. Mưa lắm, bận việc lắm. Cây này chắc cây của Thắng vẹo. Đấy, kiện có khách. Đấy, đẹp lắm. Lực liếc vừa sáng ngày bán cây về rồi. Đây đến cây cổ viễn. Cây cổ viễn. Trước có báo giá cây này rồi. Đấy. Về hết rồi ạ. Em được bán cây 20 triệu. Cộng cây cao to lúc tháng. Tháng 5 nữa. Mấy giờ rồi? Mâm xôi con gà, 10 giờ hơn rồi. 10 giờ hơn. Chợ trước về hết rồi, còn mấy anh em ô tô ở lại không bị ướt ở lại. Còn đâu là xe cộ là về hết rồi. Sáng nay đông lắm. Giạt hết, anh em giạt uống nước hết. Giá của giá cả thì hôm nay tạm thời rồi. Không cần quan tâm các bác nhé. Giá cả không biết hôm nay. Hỏi được cây nào thì hỏi thôi. Đấy, cây này chung dâu sửa lại đá này. Đây này, cái chung dâu, cái cây dưới nổi u nổi cục của chung dâu này. Tiếp về ta quét lại đá cho nó nhẹ bớt đi. Nó thấm.
Đó rồi, ok bác. Xong cái góc này rồi. Cái chỗ các ông khác chúng ta.